Hello, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Và ngày hôm nay là ngày 13 tây tháng 9, Học lại gửi đến cho cô chú anh chị thêm một sản phẩm Innova phiên bản G hộp số tự động nha cô chú anh chị. Xe này 2019 mới đi 29.000 cây, biển số tỉnh, giá cực kỳ rẻ luôn nha cô chú anh chị, 755 triệu đồng. Để không làm mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa, học xin mời cô chú anh chị đi một vòng xe kiểm tra ngoại thất, nội thất của xe. Coi chất lượng cái sản phẩm 2019 đi 29.000 cây này nó còn được chất lượng như thế nào nha cô chú anh chị. Và sản phẩm bên Học lúc nào cũng luôn có giấy chứng nhận cam kết là xe không tua km, máy móc và hộp số vẫn còn nguyên zin, và xe không có tai nạn, không ngập nước nha cô chú anh chị. Xe bên Học cũng có vay, hỗ trợ vay trả góp lên 70% giá trị xe. Nếu cô chú anh chị muốn trả lần lần từ từ hãy gọi cho Học với số điện thoại phía dưới màn hình nha cô chú anh chị, xin mời ạ. Rồi bắt đầu từ phần đầu xe thì Học xin mời cô chú anh chị đánh giá về độ bóng của nước sơn nha cô chú anh chị. Độ bóng của nước sơn thì chúng ta khi trên màn ảnh nhỏ thì cô chú anh chị giúp Học kiểm tra lại những cái đường dập nổi nè, nó có nổi bật lên hay không nha cô chú anh chị. Đó thì về phần hông trước bên trái để Học chuyển camera từ góc này sang góc kia. Đó, thì cô chú anh chị nhìn cái độ phản quang của xe nha, 2019. Đó thì ở chính giữa xe nó có một cái đường dập nổi ha. Đó, rồi xuống phần dưới cửa nè. Rồi bắt đầu từ cái viền đèn, cô chú anh chị nhìn dài ra phía sau ha. Coi nó có còn thẳng, nó còn mượt, nó còn thể hiện rõ nét hay không. Đó, thì chúng ta có thể đánh giá được cái độ bóng của nước sơn. Đó, khi mà Innova G thì cô chú anh chị hãy xem ở đây nó có một cái đèn chào mừng nha cô chú anh chị. Đó, khi chúng ta mở cửa ra nó sẽ dọi với mặt đường để cho chúng ta quan sát đường đi. Rồi tiếp tục qua cụm đèn pha, đây là cụm đèn pha trước bên trái đây cô chú anh chị ạ. Đó, thì cực kỳ mới nha, xe này thì hoàn toàn giống như xe mới 2020 không khác. Đó, và đây là cụm đèn báo rẽ. Cái phần đèn này là lúc nào nó cũng nằm ở dưới, nó chịu nhiều bụi của xe phía trước á, có thể chạy xước. Nhưng mà đối với sản phẩm này cô chú anh chị nhìn nó còn rất là bóng nha. Đó, cụm đèn báo rẽ và đèn gầm. Rồi tiếp tục về phần ga lăng nè. Đó thì cô chú anh chị nhìn thấy nha, nó còn rất là đen. Đó, nó còn đen mung luôn, sản phẩm 2019 mà. Đó, rồi để Học lùi ra xa thì cô chú anh chị quan sát về cái độ bóng nước sơn trên capo, nước sơn zin nè cô chú anh chị, capo chưa sơn. Đó thì cô chú anh chị nhìn thấy quan sát được hai cái đường dập nổi nó chạy dài nè. Đó, rất là đẹp. Đó, khi Học lùi ra xa kìa, chiếc xe nhìn rất là chắc nha cô chú anh chị. Đó, cái độ mới của nó rất là rõ rệt. Đó, rồi chúng ta cùng quan sát tiếp cụm đèn pha bên phải. Đó, ở đây là cái chó đèn. Đó, cô chú anh chị nhìn không có một tí tì vết luôn nha, kể cả cụm đèn gầm. Bầm vỏ xe không một tì vết. Rồi hãy Học lùi ra xa. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy xe này cũng trang bị phim cách nhiệt, viền che mưa này. Đó, 755 triệu đồng phiên bản G 2019 đi 29.000 cây, thì số tỉnh. Đó, xe này có camera dè nên cô chú anh chị. Đó, có cản sao. Học xin phép được quay cái gầm nha. Đó, bỏ xe cua còn rất là mới luôn. Đó, đó cô chú anh chị có thấy rõ cái gầm chưa? Bỏ xe cua nè, nó còn cái chỉ nữa cô chú anh chị. Đó, rồi đây là phần hông sau bên trái của xe. Rồi để Học mời cô chú anh chị vào khoang nội thất nha. Đó, về khoang nội thất xe này thì giữ cho mình bộ ghế nỉ zin theo xe nè. Đó thì cái bộ ghế nỉ này nó có ưu điểm là nó rất là mềm, khi đi xa chúng ta không có thấy mệt mỏi. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì nó rất dễ bị bám bẩn, nó dễ bị khi chúng ta giữ gìn không sạch nó có mùi hôi á cô chú anh chị. Đó thì cái này cô chú anh chị hãy yên tâm, nếu mà thỏa thuận thì Học có thể tặng cho cô chú anh chị bộ ghế da zin theo zin ở chính hãng luôn nha cô chú anh chị.
Đây là đèn chân. Cái đèn chân này mình điều chỉnh được theo cái tầm mắt của mình luôn, cái độ sáng của mình. Đối với phiên bản G mới có nha cô chú anh chị, phiên bản E thì không có. Ở hệ thống lạnh thì cũng tự động này. Xe thì cơ bản đã có lót sàn rồi ạ. Xe đóng mở cửa rất là chắc luôn. 2019. Đầu DVD. Đồng hồ ốp thi trong. Xe thì máy móc còn rất là mới, học xin phép tại giờ này anh em kỹ thuật đang nghỉ ngơi gần đây á nên học không có nổ máy được, mong cô chú anh chị thông cảm. Về sản phẩm này thì máy móc bên học vẫn có cam kết cô chú anh chị và vẫn còn bảo hành theo xe mới 100.000 cây hoặc 3 năm. Và đây là khoang động cơ cô chú anh chị. Các cái dấu son nó cần rất là nổi bật. Và xe này cũng đã được làm gói Maruguri tại Toyota Tân Cảng. Cho nên cái động cơ cũng đã được xịt một cái chất bảo dưỡng ở chính hãng nên cái động cơ nó còn đen bóng rất là mượt. Và đây là phần trùng sùng chỉ của cái cabo này của chú anh chị. Dạ vâng, học sinh nhắc lại sản phẩm này một lần nữa nha cô chú anh chị. Innova G 2019 đi được 29.000 cây, xe mang biển số tỉnh và xe là bên học có trả góp đến 70% giá trị xe. Đối với sản phẩm này thì cô chú tiết kiệm hơn 100 triệu cô chú anh chị ạ. Đối với sản phẩm mới, ở lúc khách học mua thì sản phẩm này nó rơi vào khoảng 975 triệu. Xe màu trắng rất đẹp nha cô chú anh chị. Vâng, học sinh kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.